Sáng nay 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến xét xử trong vòng 10 ngày với hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 19 bị cáo. Đây là một trong số 5 vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm 2021. 5 bị cáo: Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS, Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc VNS, Trần Mạnh Mừng, cựu Tổng Giám đốc TISCO, Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc TISCO, Ngô Sĩ Hán, cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO và 9 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 5 bị cáo bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Lê Phú Hưng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gang thép Việt Nam, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Chí Dũng, Hoàng Ngọc Diệp, Đoàn Thu Trang đều cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam. Theo cáo trạng, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Hội đồng Quản trị VNS là cấp quyết định đầu tư. Dự án với tổng mức đầu tư là hơn 3.800 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện kim Trung Quốc MCC. Dù dự án không tiến triển, MCC vẫn gửi nhiều văn bản đề nghị TISCO kéo dài thời gian thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu tổng chi phí cho hợp đồng đội lên 138 triệu đô la Mỹ. Cáo trạng chỉ rõ, trước sự chậm trễ của MCC, các bị cáo Trần Trọng Mừng, Mai Văn Tinh đã không xem xét, chỉ đạo dừng, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng, tổ chức đấu thầu lại, mà chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm hợp đồng. Hậu quả khiến dự án bị chậm tiến độ, phát sinh lãi vay, tăng chi phí đầu tư. Cáo trạng nhận định các bị can đã làm thất thoát của nhà nước 830 tỷ đồng.